Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người video số 306. Ở video của em hôm nay có tất cả là 15 con máy câu nha. Nó gồm máy câu đứng, có hai con máy luôn ngang tay phải, còn lại là máy đứng nha. Size của máy là từ size 3.000 cho tới size 10.000 nha mọi người. Cụ thể là như thế này. Thì em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và phí của mỗi đơn đối với máy này là 30.000 một đơn máy nha. Hai máy thì em miễn phí ship, còn một máy là em không bao ship nha mọi người. Rồi em đi vào giới thiệu cụ thể của máy số 1 nè. Con máy đầu tiên, thì máy đầu tiên em có ở đây là một con máy Shimano nha. Đây, dòng máy cuối nông như thế này. Máy này là Shimano GT5000, Titanos GT5000 nha. Con này thì là máy cố nông nhưng mà mô bin của nó là dạng mô bin chết nha. Mô bin chết nè, lô nó không xoay nè. Đấy, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy thì nó có màu xám như thế này đây. Thân nồi là carbon, tay quay là kim loại Shimano, hàng của Nhật nha. Gạt cước của máy đây, lăn cước, lăn cước sáng nha, gạt cước nhẹ. Con này thì thông số cước của máy này, thông số cước của máy là nó ghi ở phía trên này nha mọi người. Đây, số 5 vào 200m này. Shimano, Shimano Titanos GT5000, đổi được tay quay trái phải. Ratio máy này, ratio là 3.8 nha. Tổng thể ngoại hình, hoạt động con này rất là nhẹ nha mọi người. Máy quay rất là nhẹ mượt. Chốt chặn ok. Hai chiều của máy này, cái này nó cạ cái sợi cước ở đây này, nó tuôn sợi cước ở đây này, nó cạ vào ở đây nên nghe cái tiếng kêu, tiếng kêu nha. Cái cò máy này hoạt động rất là mượt. Con này là mã số 1 Shimano, cối nông mô bin tĩnh, hàng của Nhật, nặng 604g, số 1 có giá 400.000. Tiếp theo máy số 2. Số 2 cũng là máy cối nông. Đây, con số 2 này cũng là máy cối nông mô bin tĩnh luôn. Con này là Shimano Apeto 5000. Màu của máy này là màu đen nha. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Ratio cũng là 3.8, cũng là máy cối nông mô bin tĩnh luôn nha mọi người. Hàng của Nhật, mô bin tĩnh này, không có xoay được. Gạt cước nhẹ và lăn cước sáng. Máy này thì ngoại hình rất là mới nha. Shimano như thế này. Mã số 2, con này là mà size nhỏ hơn con máy số 1 nha. Cái này size của nó tầm, con này thì để em coi thử nó ghi thông số cước ở đâu. Đây, nó cũng là số 5 vào 200. Nhưng mà nhìn cái ngoại hình của con máy thì con máy số 1, số 2 này nó nhỏ hơn số 1 nha mọi người. Đổ được tay quay trái phải. Shimano Aro 5000. Hoạt động này. Chốt chặn của máy ok. Con này là mã số 2. Số 2 này có cân nặng là 480g, số 2 giá là 350.000. Mã số 2 giá 350.000. Ngoại hình của thực vụ máy còn rất là mới nha. Tiếp theo số 3. Số 3 em có ở đây là một con máy của Daiwa. Con này hiệu của nó là Daiwa ACE51. Con này thì cái phần lô cứ là lô carbon nha. Thân nồi và tay quay, thân và tay quay là kim loại, nồi cứ là nồi carbon. Con này là máy hãng Daiwa nội địa Nhật, size của nó là tầm size 3.000. Mô bin sóng, mô bin sóng, gạt cước đây, lăn cước nhẹ nha mọi người. Ngoại hình này nó có sợi trầy xứ ở đây. Đổ được tay quay trái phải nha. Máy này là đổ tay quay trái phải được hết. Máy hoạt động này. Chốt chặn ok. Hai chiều. Con này nó hoạt động rất là nhẹ. Size tướng của máy là size 3.000, Daiwa, hàng của Nhật. Mã số 3 nặng là 318g, số 3 giá 250.000. Mã số 3 giá là 250.000. Tiếp theo con số 4. Số 4 là một con máy của Daiwa. Dòng này là Daiwa Longcase Bull
ST850B. Con này thì có size thật của máy là size 4000. Thông số cước đây, cước số 4 vào 200, số 5 vào 150 và số 6 vào 120m nha. Size thật của máy là size 4000. Thân nồi là carbon, tay quay kim loại, màu của máy là màu xám như thế này. Tay quay kim loại màu đen như thế này nha. Đấy, tay quay ST850B, hàng này là hàng made in Japan. À, của Nhật, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây, có trầy xước nha, có trầy xước phần, phần đuôi máy này. Đấy, ngoại hình như vậy, hoạt động máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn ok, hai chiều của máy đây. Mô bin sóng, gạt, lăn cước đây, ngoại hình. Con này là mã số 4, máy Daiwa Longcat size 4 nha, hàng của Nhật. Mã số 4 này nặng là 348g, số 4 giá 350.000. Tiếp theo, máy số 5. Số 5 là một con máy cũng là hàng của Daiwa. Dòng này là Daiwa Regan S1500IE, con này nó có ABS nha. Đây, nó có ABS nè, cước số 2 của nó vào 100m. Thông số cước của nó ghi trên này, thấy rõ đây, số 2 vào 100m. Size thực của máy này nó tầm size 2000 của Shimano nha. Ngoại hình thì có trầy xước cái phần tay quay nè. Mà cái nấm nhựa đây nó hơi bị vỡ, vỡ một tí cái phần nấm nhựa đây nha. Đấy. Có trầy xước cái phần tay quay, đắp sơn ở đây. Đấy. Con này thì nó học, cái phần nồi nó khá là sáng. Mô bin sóng, gạt cước ok. Cái phần viền phía trên này là nó mạ gâu. Nói chung là lăn cước là lăn cước gâu luôn nha. Phần nồi thì khá là sáng. Còn phần thân máy thì nó có trầy xước như thế này. Dòng này mọi người câu lua câu ISO rất là ok. Đổi tay trái phải được. Dòng này hai máy của Nhật nha, có ABS, xa 2000, hoạt động rất là mượt luôn. Chốt chặn đây, đây chế độ 2 chiều. Daiwa Regan S1500IA, ngoại hình đây. Con này là máy mã số 4, số 5. Số 5 nặng 272g, số 5 này giá 450.000. Hàng made in Japan nha, giá 450.000. Có thể xước cái phần viền như thế này, nhưng mà hoạt động của máy này rất là mượt luôn. Nó hơi xấu phần tay quay nữa. Mã số 5 giá 450. Tiếp theo con máy số 6. Số 6 này, con máy này nó rất là lạ nha. Đây là một cái dòng máy của Ryobi. Đây, nó có cái chữ Ryobi nhỏ nhỏ ở phía đây nè mọi người. Đây, dòng này là máy của Ryobi, hàng made in Japan, hàng của Nhật nha. Đây, thì ngoại hình của nó này, hiệu của nó là Ryobi 1000i. Dòng máy này rất là lạ nha. Đây, lâu lắm rồi mới gặp một con máy như thế này. Màu của nó, cái kiểu của nó là giống như cái kiểu máy Ryobi bao, rất là nhiều khách tìm luôn. À, cái dòng này là nó cũng là cái kiểu máy như vậy luôn. Đây, cái phần em sẽ tháo cái cối phía bên trong cho mọi người xem nha. Ở phía bên trong của nó này, cối của nó là nó làm cối kim loại mà nó mạ viền carbon phía bên ngoài. Nó là cối kim loại nha. Cái phần viền này là viền carbon này. Đấy, viền carbon với viền ở giữa như thế này. Nói chung là con máy này ngoại hình nó là rất là lạ luôn. Ít gặp. Cái phần ở phía trên này nó cũng mạ gâu nha. Lăn cứ của nó cũng là lăn xứ gâu như thế này luôn. Mô bin của nó là mô bin sóng, size của nó là 1000. Dạ ok, lăn cước đây, ngoại hình của nó này. Dòng này là cái dòng máy đời cao nha, RFO, Ryobi RFO X-More 1000i này. Đấy,
Nó ghi như vậy ở trên máy thôi. Ngoại hình thì máy này có trầy xước một ít ở đây. Trầy xước cái phần ở đây nè. Ở đây nó dính cái keo gì đó. Nó dính cái gì đó. Ở đây vẫn có cái nút chụp của nó đầy đủ ở đây. Dính này. Trầy xước nè. Ngoại hình của máy còn hoạt động đây. Đây là hai chiều. Cái độ một chiều thôi. Chốt chặn ok. Máy này là ABS đầy đủ hết nha. Con này là mã số 6. Số 6 này thì nó có cân nặng là 280g. Số 6 giá là 600.000. Hàng của Nhật. Ruby, máy của Nhật nha. Giá là 600. Tiếp theo, máy số 7. Số 7 em có một con máy kim loại của Daiwa. Đây. Máy số 7. Thì con máy này là máy Daiwa Winter ST1000DX. Thân nồi tay quay kim loại. Máy màu đỏ như thế này nha. Ngoại hình thì con máy này ngoại hình nó còn khá là sáng đẹp. Rất là đẹp nha. Nó chỉ có bị trầy ở cái phần viền chui như thế này nè. Và cái phần chân máy nha. Nó tróc sơn một tí ở cái phần chân máy ở đây. Là cái phần viền ở đây thôi. Còn phần lô cước hay là về nước sơn của máy còn khá là đẹp. Hiệu nó là hiệu Daiwa, mô bin sóng nha. Thông số cước đây, cước số 3 vào 330, số 4 vào 230, số 5 vào 180 và số 6 vào được 150m nha mọi người. Đây. Ngoại hình của nó này. Tay quay khá là sáng luôn. Mô bin sóng. Gạt cước đây. Và lăn cước. Đổ được tay quay trái phải. Size máy này nó tầm khoảng là size 6.000. Size 5.500 đến 6.000 đấy. Kim loại toàn thân. Chốt chặn ok nha, hai chiều của máy này. Máy này mã số 7, hàng của Nhật bằng 436g. Số 7 này có giá là 470.000. Mã số 7 giá 470.000. Tiếp theo số 8. Số 8 là một con máy của Ryobi. Con này là Ryobi Power Target. Ryobi Power Target PS7000 nha. Con này thì máy của nông. Máy của nông mô bình sóng nha. Của nông mô bình sóng nè. Nhưng mà máy này thì nó chỉ sử dụng được một tay phải thôi. Không đổi qua được tay quay phía bên trái nha. Thông số cước đây. Cước số... Em đọc thông số cước nha. Con này thì trên máy nó ghi ratio 3.9 nha mọi người. 3 bạc tạng. Số 8 vào 150, số 6 vào 200 và số 5 vào 250m. Đã có thông số cước phía trên này. Và thông tin carbon bearing ratio là 3.9. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Hãng của máy là máy Ryobi hàng của Nhật. Ngoại hình thì có trầy nè. Có trầy xước ở phần viền máy. Và phần chui máy như thế này nha. Mô bình sóng. Gạt cước đây. Và lăn. Lăn của nó là xứ đen. Máy thì sử dụng một tay thôi. Máy rất là mượt nha. Chốt chặn ok. Đây chế độ 2 chiều. Có 5 mô bin sóng 7.000. Ryobi hàng của Nhật mã số 8 nặng 566g. Số 8 có giá là 500.000. Tiếp theo máy số 9. Số 9 là máy của Shimano. Con này là Shimano đời cổ. Shimano GS1. Nồi của nó là nồi carbon. Thân và tay quay là kim loại. Màu nồi của nó là cái màu nâu đen. Nấm tay quay và cái phần vặn này cũng màu nâu đen trùng với màu cối nha. Đây hiệu Shimano. Shimano hàng nội địa Nhật. Shimano GS1 mô bin sóng. Con này thì size của nó tầm khoảng là size 5.000. Cái nồi này tầm khoảng size 5.000. Gạt cứ đây. Và lăn. Đổi tay trái phải được nha. Cái vặn ốc này đổi tay. Gạt gió phía sau. Màu của máy là màu trắng như thế này. Nó có phơi ố một tí nè. Ngoại hình đây, nó trầy xước ở đây.
Máy này là dòng Shimano này, dòng máy đời cũ. À, chốt chặn ok. Hai chiều của máy đó. Máy quay khá là nhẹ nha. Con này là máy mã số 8, số 8 nặng là 396g. À số 9. Số 9 nặng là 396g, số 9 giá 300, hàng của Nhật nha mọi người. Mã số 9 giá là 300.000. Tiếp theo máy số 10. Số 10 là một con của Daiwa, con này size lớn nè. Size này tầm size 10.000 nha mọi người. Daiwa Rinter ST5000DX. Thân nồi tay quay carbon là kim loại hết nha. Thân nồi tay quay của máy là kim loại toàn bộ. Hãng máy là hãng Daiwa. Mô bình sắm, tiếng côn của máy đầy đủ, ok. Gạt cước này. Và lăn cước, lăn khá là sáng nha. Thấy cái nồi của nó ở phía trong này nè, rất là vị trí này nè. Nó bị oxy hóa một tí như thế này, nhưng cái này là vệ sinh hết rồi mọi người nha. Nó không có sờ vào thì nó rất là trơn láng luôn nha, nó không có gì hết nha. Máy này thường thường sử dụng cho mọi người câu biển. Kim loại toàn thân, size lớn, trọng lượng nó cũng khá là nặng. Còn nước sơn của máy thì còn rất là ok luôn, máy còn mới nha. Máy còn mới đẹp. Hàng này là hàng của Nhật. Thông số cước ở đây, ở trên này nó ghi nè. Thông số cước của máy này mọi người. Cước số 8 của nó là vào 230, số 6 vào 320m nha. Ngoại hình của máy. Nó có ở đây, nó có bị trầy xước một tí ở phía vị trí này thôi. Nó khá là sáng đẹp, hoạt động. Chốt chặn ok, đây hai chiều. Máy này là mã số 10 nặng 652g, số 10 giá 600.000. Size tướng của máy là size 10.000 nha. Giá là 600. Tiếp theo mã số 11. 11 là một con của Shimano. Đây. Con này là ngoại hình con này rất là mới luôn. Shimano Holiday Spin XT3000, nồi của nó là nồi kim loại nha. Nồi kim loại này. Thân carbon. Và tay quay kim loại. Máy khá là mới luôn, máy rất là mới nha. Tay quay rất là sáng. Size của máy là size 3000, thông số cước là cước số 2 và 220, số 3 và 150 và số 4 và được 100m. Mô bin của máy này là mô bin sắm. Gạt cước thôi, ok, lăn cước. Đổ được tay quay trái phải nha. Honda Spin XT. Lua là hết bài luôn. Máy rất là nhẹ nha. Chốt chặn ok. Đây hai chiều. Máy quay rất là mượt nha mọi người. Con này là máy mã số 11. 11 này là hàng của Malaysia. Nặng 346g, 11 giá 500.000. Con này mới keng nha. Giá là 500.000, mã số 11. Tiếp theo mã số 12. 12 em có một con máy kim loại nha. Số 12 này đây. Đây là máy của Daiwa luôn. Con này thì nó bị rớt cái tem hai bên. Hãng máy hãng Daiwa. Thân nồi tay quay kim loại hết nha. Mô binh con máy này là mô binh sóng này. Là cước đây. Và lăn. Lăn rất là sáng. Con này thì cước số 10 của nó vào 175. Số 12 của nó vào là 150m nha. Con này size tầm khoảng là size 8.000 đó mọi người nhé. Đổi được tay quay trái phải. Con này thì ba chế độ. Đây, hoạt động này. Chế độ đầu tiên của nó. Chốt chặn ok nha. Ở giữa này. Cái này là chế độ 2 chiều đây. Qua khóa bên này thì nó đứng im luôn, đứng ngắt luôn. 3 chiều nha. À 3 chế độ. Ở giữa. Đây là quay 2 chiều. Và đây là đứng ngắt luôn. Size 8.000, Daiwa, hàng của Nhật. Mã số 12 nặng 652g. Số 12 giá này là 600.000 nha. Mã số 12 giá 600. Nó chỉ bây giờ bị rớt cái tem thôi. Còn hoạt động của máy này rất là êm mượt luôn. Giá là 600. Tiếp theo con máy số 13. 13 em có là một con Shimano đuôi chuột. Dòng này là Navi XT nha. Navi C
Shimano Navi 3000R. Dòng máy đuôi chuột như thế này, màu của nó là màu xám. Thân nồi của nó là nồi kim loại thân carbon. Tay quay của máy là tay quay kim loại núm tay quay gỗ như thế này. Con máy này là xài 3 bom bearing. Mô bin sắm. Con máy đuôi chuột thì xả mô bin ở đuôi nha. Đây, mô bin sắm này. Dạ. Và lăn. Cối máy này. Nồi này là nồi kim loại nha mọi người. Ở trên máy ghi thông số cước đây, cước số 2 vào 220m, số 3 vào 150m và số 4 của máy vào được 100m nha. Size của máy là size 3000. Về ngoại hình thì nó có trầy ở cái phần viền như thế này nè. Đấy, ngoại hình phần viền như thế này. Shimano này là hàng của Malaysia nhé. Shimano của Malaysia. Ngoại hình này nó bị trầy một ít ở đây thôi. Còn tổng thể thì máy nó còn khá là đẹp nha. Đổi tay trái phải được. Hoạt động đây. Đây là chế độ 2 chiều. Một chiều của máy này. Chốt chặn ok. Mã số 13 nặng là 352g. Số 13 giá 500.000. Mã số 13 giá là 500.000. Máy đuôi chuột Shimano đuôi chuột size là 3.000 nha mọi người. Giá là 500. Tiếp theo số 14. 14 là một con máy lua tay phải. Máy ngang lua tay phải của Shimano. Con này là Shimano Badrai. Dòng máy này là hàng của Malaysia nha mọi người. Nó có ghi chữ Malaysia ở đây nè. Shimano Badrai tay phải nha. Máy này cũng hoạt động rất là nhẹ luôn. Cước nè. Lừa cước hoạt động đây. Máy này về ngoại hình của máy thì máy còn khá là mới. Bắt ra Shimano bắt ra. Ngoại hình của máy nó như thế này. Máy còn khá là mới đẹp. Mã số 14 nặng 222g. 14 giá là 450.000. Hàng Shimano bắt ra nha. Giá là 450.000. Tiếp theo máy cuối cùng mã số 15. 15 là một con máy lua tay phải. Con này là hàng của Team Daiwa. Team Daiwa S103PI. Con này thì nó có 5 ball bearing nha. Ratio là 5.1. Và con máy này thì ngoại hình nó có trầy xước nè. Trầy xước tróc sơn cái phần viền máy ở đây. Nó tróc sơn nha. Hiệu của nó là hiệu Daiwa. Dòng máy này là máy của Nhật nha mọi người. Nó có chữ Made in Japan phía bên này. Team Daiwa S trầy xước. Dòng hôm nay thì hoạt động rất là ngon. Lừa cước hoạt động đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy lua tay phải. Hai con máy này đều là máy tay phải hết. Có trầy xước nha. Tầm số của nó ghi ở đây. Hàng của Nhật. Con máy này là mã cuối cùng. Mã số 15. 15 này nặng là 284g. 15 giá 350.000. 15 giá là 350.000 nha. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm tất cả là 15 con máy câu hàng Nhật Bản. Thì mọi người xem và có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407. Kết nối Zalo hoặc là alo trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.